Dạ xin chào quý khán giả, quý mạnh thường quân đang xem kênh Pagina. Dạ thì lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến toàn thể quý khán giả cũng như là quý mạnh thường quân ở trong ngoài nước. Hiện tại thì em đang có mặt tại ấp Tam Thọ ở huyện Mỹ Xuyên, ở tỉnh Sóc Trăng đó cả nhà. Thì hôm nay em trở lại đây để tiếp tục chia sẻ về hoàn cảnh của bé Duyên 9 tuổi. Thì bé cùng với ba mợ thì không may thì cắp dùng tay cầm vô hàng rào lưới bơi 40 á thì bị điện giật và mất á cả nhà. Thì ngày đêm qua thì anh em có chia sẻ nhưng mà cũng cơ quan chức năng là làm việc nên cũng chưa có hỏi thăm được nhiều á, thì hôm nay anh em trở lại thăm để coi cụ thể là hoàn cảnh gia đình như thế nào để coi có hỗ trợ được gì cho gia đình không cả nhà. Cả nhà thì căn nhà của bé Duyên thì nằm ở trong đó cả nhà, ở trong, còn nhà của bà mợ thì nằm ở phía bên ngoài. Anh em thì cũng mới vừa đến cả nhà. Thì ở xe đằng này bây giờ phải di chuyển lại nhà của bé Duyên cả nhà. Nghe nói thì trưa nay thì 1 giờ thì cũng đưa bé đến chùa để làm lễ quả táng cả nhà. Một cái sự việc thì khá là thương tâm xảy ra tại Đại Tâm Sóc Trăng này. Bé thì đi chơi ở cạnh nhà thì không ngờ thì cái lưới hàng rào á có điện, bé không biết, bé chạm tay vào thì bị giật. Rồi tiếp đó thì bà mợ thì cũng không biết và chạm vào thì cả hai đều ra đi cả nhà. A Di Đà Phật. Gia đình thì nghe nói là tới 7-8 đứa con cả nhà ơi. Khi mà vào thăm gia đình thì nhìn nhà cửa với lại hai vợ chồng thì rất là tội nghiệp luôn. Không biết vì sao mà đẻ đông quá nên là rất là khó khăn các nhà. Bây giờ cũng đến rồi các nhà. Đến gia đình rồi đây. Gia đình của bà mợ thì nằm phía bên ngoài các nhà. Chào cô nhé. Đây là đường đi vào nè các nhà ơi. Ủa không biết là cái hàng rào nào ta? Hàng rào này luôn hả? A Di Đà Phật, hàng rào này nè cả nhà. Đây chính là cái hàng rào mà có điện. Oh. Mà cái đường đi ra. Chào anh nha. Hàng rào này nè cả nhà ơi. Cái nhà, hàng rào này là có điện rồi. A Di Đà Phật. Chào chú. Chào chú nha. Đây là bà lão nè. A Di Đà Phật. Đây là hình ảnh bà dì nè chị. Quá đau lòng chị. Bây giờ mình xin quay bà dì chứ. Xin thắp nén hương được không? Ờ, thắp nén hương. Xin thắp nén hương được không? Xin thắp cho bà nén hương. Bà 65 tuổi cả nhà. Con đến đây con cũng xin chia buồn cùng với gia đình á. Anh em con cũng thắp cho xin giờ anh em cũng thay mặt khán giả xin thắp cho bà nén hương. Nhà cửa của bà này cả nhà. Là con trai của bà, con trai. Đúng rồi, em nghe nói là em là đi làm tụng hoa là rất thương mẹ nha, có tiền về là mỗi tháng gửi về chị đó khóc là tối tới giờ con chị em tội nghiệp chị đó quá trời tội nghiệp chị đó tối là sắp bớt sen bay luôn. Cảm ơn. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn cho bà. Bà Nguyễn Thị Phấn 65 tuổi. Giờ em xin vào để thắp nén hương. Bữa nay là mấy cô là thân phấn anh chị. Còn cái hương hồn của cô được an nghỉ. Hay gì đâu Phật. Rồi em thắp hương đi. Cô là gì với bà vậy? Tôi là chị chồng. Ồ, chị chồng. Chị chồng thì bị chết nước ở hồi lúc Covid đó. Ồ, dạ. Cô ở đây hả? Nhà, nhà bên kia ha. Dạ. Thương quá. Đây là em Út. Dạ. Dạ chào chị. Chị gái chị này chị. Dạ. Tối giờ khóc quá trời. Chị cho hỏi thăm chút xíu. Bây giờ là người... chị... mẹ chuẩn bị xong hết hả chị? Mẹ dạ. Nữa. Tại mẹ bệnh mà. Cái biết thì hỏi thăm chị chút xíu. Đây là chị hồi tối cũng có gặp anh em mình nè cả nhà. Dạ. Em cũng không có gặp không nữa mấy anh ơi. Dạ em cũng như của mình cũng không biết gì không nữa. Dạ. Dạ. Khi nào mới đưa bà đi chị?
Em nghe mấy đứa em nói là gầm. Gầm. Dạ. Gầm mới đưa đi. Dạ. À, bà sống trong căn nhà gì hay với ai chị? Sống với vợ chị, vợ chồng em. Dạ. Thằng Út thì nó đi mặn, nó không có nhà. Dạ. Sống với thằng em mà thì nhà cửa gì nước ngập. Rồi, nước chưa ngập hôm đó vài bữa nước ngập lên tới đây nè. Sống người nhà em ngập hết trơn luôn á. Nhà cửa nè cả nhà. Rồi em đã ở xa là 3-4 năm em mới về được lần. Tại em cũng có con, em người con em tật nguyền nữa, em không có đi tới lui được. Dạ. Hay tin mẹ như vậy thì thật sự quá đau lòng cả nhà. Em cũng bệnh nữa, em nghe là em cũng quỵ luôn. Thuốc chị... em từ hôm qua nãy là thuốc dập dập chúng mình luôn đó. Dạ. Rồi chị có hôm qua giờ có nghe người nhà kể lại là sự việc sao không chị? Chưa nữa, nó chưa nghe luôn hả? Không có hỏi được cái gì nữa, rồi đứa mạnh đứa nào nấy đi, rồi em cũng không có hỏi được cái gì. Dạ. Em nói để qua đám rồi chị em đồng ngồi nói chuyện. Chứ bây giờ cũng chưa có biết cái gì hết trơn á. Hôm qua thì anh em thì cũng nghe bà con chia sẻ thôi, cũng chưa có thực tế á. Nghe nói thì bà cũng đi ra ngoài thôi, rồi dịnh vô cái hàng rào rồi bị điện giật thôi, chỉ biết như vậy. Khi mà chị về là bà ở nhà hay là bà đưa vô bệnh viện chị? Đưa vô bệnh viện rồi chở về nhà là nằm rồi em mới xuống tới. Tại cũng xa đó, tới Hậu Giang lận. Dạ. Rồi đi xe đa ôm mà người ta chở rồi dưới phần em bị huyết áp đó. Hôm qua em lên tới 2 mấy lần. Huyết áp em á. Rồi ta chở xe ta cũng hơi ngán nữa. Rồi người ta kêu ôm cho chắc vậy. Rồi cũng gắng ôm rồi đặng đi xuống tới đây. Xuống tới đây là mấy đứa nhỏ em hết biết gì rồi. Dạ. Là thấy mặt mẹ không biết đó là về thấy dạ mẹ. Lúc lúc mà mổ đó là em thấy máu em xỉu nên không ta không cho lại gần. Mổ tại vì xỉu luôn mổ máu nhiều là em không có dám dòm được. Tại vì đạo Phật. Chị là con người thứ mấy của bà? Thứ năm rồi hả? Dạ. Thứ năm. Bà là cái anh chị em nè. Cũng đông mà cũng 5-6 anh chị em là cũng mấy người con á. Dạ. Được mấy người con là? Bây giờ là hiện tại giờ là được 6 người anh. Dạ. Anh em là 6 người. 6 người. Dạ. Mà đi tứ tán hết rồi. Ai có gia đình này có con. Bây giờ có người anh là về cũng được là tại đi biển. Oh. Biển có về biển lắm. Ngoài. Biển kia có tháng trời mới về. 3-4 tháng anh mới về một lần. Trời ơi. Mà anh đi là năm nay đâu cũng 10 mấy năm anh chưa có về luôn nữa. À, vậy hả? Dạ. Cũng điện về thường không chị? Cũng lâu lâu cũng liên lạc được, như vài tháng hay hoặc năm mới liên lạc được. Dạ. Vậy là vẫn còn liên lạc mà không có về. Dạ, không có về được. Như anh... nghèo khổ xa xôi quá không có về. Anh hay tin chưa chị? À, cho hay rồi mà anh vô không có được. Dạ. Anh cũng mới đi ra ngoài cũng mới tháng nãy à. Rồi xin vô không được. Con trai không về kịp. Dạ. Không được đi biển. Chị mời mà chị ra ngoài chị. Chị ra đây nè chị ra đây. Cho thầy cũng cho làm cái cúng. Thường nhìn nhà cửa của bà Tú ơi. Cũng khó khăn. Nhà cưng. Thầy vô cúng. Thì chú vào thắp hương. Dạ. Như là Phật. Hôm nay anh em đến thì cũng biết được, hôm qua thì đến cũng hỏi thăm mà biết được cái hoàn cảnh khi mà cái sự việc đau lòng xảy ra thì bà cùng với đứa cháu gái là 9 tuổi mất. Yeah. Đó thì tụi em cũng đến thăm mà thấy nhà cửa, biết cái hoàn cảnh của bà với lại bé gái là ai cũng khó khăn hết. Yeah. Đó. Hôm nay anh em đến đây thăm cũng như là thắp cho bà một nén hương. Bên cạnh đó thì em cũng xin phép Mạnh Thường Quân á, khoa quỹ kênh của Pagina thì cũng xin gửi cho gia đình là 2 triệu đồng hả chị? Yeah. Để giống như phụ với chị, phụ với gia đình để lo cho hậu sự cho bà. Dạ. Yeah. Quá đau lòng cả nhà, một bà tuy lớn tuổi nhưng mà bà bình thường ngập hết trơn luôn á, ngập qua mượn ta đẩy được cát được có nhiêu đó. Dạ, nó cái thương lắm. Đó thì giờ em cũng gửi cho chị ha, thì em cũng xin phép đầu tiên thì có anh Trần Tài Tình ở Sóc Trăng thì hỗ trợ là 500.000. Dạ. Tiếp đó thì cũng có cô Hồng ở Pháp, cô Hồng ở Pháp là 500. Rồi tiếp nữa thì có anh Thức Việt Kiều Mỹ hỗ trợ 500. Cuối cùng thì có cô Ngọc ở Úc hỗ trợ 500. Rồi tổng cộng là 2 triệu ha chị ha. Dạ. Rồi vậy cho em gửi lời cảm ơn mấy anh mấy chị ở bển giùm em. Dạ. Dạ. Thì em cũng xin phép Mạnh Thường Quân á. Dạ. Chích quỹ thì còn hỗ trợ hoàn cảnh bên trong nữa. Dạ. Chia ra giống như giúp cho linh hồn của bà với lại cháu được an nghỉ á. Dạ. Nhìn thương lắm cả nhà.
Dạ, em gửi chị ha. Dạ. Tại giúp hai hộ gia đình. Dạ. Rồi, chị cố gắng. Cảm ơn nhiều. Thật sự thì đến đây mới biết được hoàn cảnh gia đình nữa nha, khó khăn lắm. Nhìn hoàn cảnh mới biết ha. Ai cũng đi làm xa, con cái làm xa, có người là đi không về được luôn, tại do hoàn cảnh á, đi biển á, đâu có về được đâu. Mà không đủ mẹ con mất. Về nữa. Mẹ mất mà không về được luôn, nó thương lắm. Mẹ em thì thương cái anh thứ hai lắm, tại anh nghèo khổ, anh còn anh tới còn đông dữ lắm. Dạ. Mà chồng con về cũng mười mấy năm rồi, anh về không có được. Trời ơi. Chồng cho con về dữ lắm mà bây giờ bà bám bắt cô không thấy mặt được nữa. Thấy hoàn cảnh xót xa cả nhà. Ngày hôm nay thì qua kênh với xã tộc cũng xin phép quý mạnh thường quân gửi cho gia đình một số tiền để cùng với gia đình lo hậu sự cho bà nha. Thì đầu tiên là có chị Phương Việt Kiều Mỹ là gửi 500, cô Mai cô Phượng Việt Kiều Mỹ là gửi 500, tổng cộng 1 triệu để giúp cho gia đình. Còn tình anh em thì cũng gửi thêm 1 triệu nữa để hỗ trợ cho trong cái phần tang lễ của bà đó nha. Bà Nguyễn Thị Phấn 65 tuổi, không ai trong vụ mà bị điện giật đó. Đến đây nhìn nhà cửa trời ơi, không xa cái nhà nước ngập tùm lum hết trơn. Dạ đúng rồi. Anh em cũng san sẻ, mình cũng san sẻ về còn hoàn cảnh. 100, 200, 300, 400, 500. 100, 200, 300, 400, 500. Dạ em cảm ơn nhiều, anh cho em gửi lời mấy anh với chị bển em cảm ơn nhiều. Cố gắng nha chị, cố gắng để lo hậu sự cho bà. Thì anh em thì cũng kết nối với Mạnh Thường Quân như vậy thôi, giống như cầu cho hương hồn của bà được an nghỉ á. Chứ cái sự việc xảy ra quá nhanh, một cái nỗi đau mấy rất đứa là lớn em đó, nó cũng không muốn cho em hay, tại vì em vừa bị tim mà vừa bị huyết áp nữa. Dạ. Hôm qua lên 20 mấy độ rồi nằm không à, mấy đứa nó chạy không à. Mới sáng giờ giái mẹ ơi phù hộ cho con mạnh khỏe, con đi tới đi lui. Ai cũng có hoàn cảnh, có bệnh nữa. Bệnh rồi không biết chạy xe nữa. Rồi. Không biết chạy xe. Rồi dạ. Thêm mới nói gành, cũng không biết chữ biết gì nữa. Dạ. Đi đường thì kêu xe chở đi tới đâu đi tới đó. Dạ, trời. Cố gắng lên, chị xúc động quá là ảnh hưởng tới sức khỏe. Khóc hết nước mắt. Sáng nữa. Giờ cũng uống thuốc trợ tim. Dạ. Chị lên máu gì mà thấy bầm gần hết rồi. Lên máu với bị tim nữa. Có uống thuốc mỗi ngày không? Có, huyết áp thì lên uống mỗi ngày, tim cũng trợ vô uống nghe, cộng hai thứ vô uống mỗi ngày, sáng nào uống. Mà giờ uống ngày 4 cử luôn chứ chịu không nổi. Mới có nhiêu tuổi năm nay, nhiêu tuổi rồi? Mới có 38 rồi. 38 tuổi mà đúng với bệnh thôi. Cho em cùng với anh em ở đây cũng như là khán giả Mạnh Thường Quân gửi lời chia buồn đến gia đình mình ha. Dạ. Ủa cái gì trời? Trời ơi cái gì? Xỉu vậy? Cái gì? Rồi ai nữa chị? Trời ơi cái gì? Lão ngã xe luôn kìa. Không lão ngã xe. Có sao không trời? Không sao. Cái hàng rào là ngoài này, nghe nói ngoài này đúng không chị? Dạ mẹ mắt ngay chân chỗ để mấy chân bàn đó luôn, ngã xuống kế bên đây luôn. Ngã xuống nước đó luôn. Ngã mà đập xuống là bên đây nè. Nó bầm là bầm thấy ghê luôn. Nửa bên mặt vậy nè. À, ngay cái chỗ cái chân này luôn. Dạ. Thì chân tối mấy bà chân bàn. Ra đây rồi bà đứng đây nè, rồi bà dịnh vô. Dạ, nói chuyện với mấy người bệnh đó tại quen mà. Dạ. Ở đây hả? Dạ, ngay chân bàn đó. Ngay cái chân bàn. Dạ. Cái hàng rào là ngay chỗ này hả chị? Dạ, ngay dạ. Cái chân bàn đó luôn đó. Ngay chỗ để mấy chân bàn đó. Chỗ bà đó té. Đập xuống đó luôn. Rồi cái con nhỏ nhỏ thì kế đó luôn. Dạ. Dạ. Ngay đó. Dạ. Rồi thằng em ấy nghe thằng con nó la quá đó. Dạ. Rồi nên là nó chạy ra nó thấy vậy nó mới là lấy đồ lấy đạc nó chùm tay chùm chân kéo ra là mình mẩy bả chạy té hết chứ. Chính em trai này đó hả? Kéo. Không, cái thằng anh đó nữa, cái thằng này là đi mặn Cần Thơ mới đó, nó mà đi công chuyện chưa có về nữa. Dạ dạ. Tại sáng giờ là chạy rồi. Đang gia đình cũng chung là luôn. Thằng này xin được nè, công ty nó sáng cũng mới xuống nè. Dạ. Ta xuống tới đây luôn. Xuống luôn. Dạ. Là công ty cũng biết tình nghĩa. Ta thương á, ta thấy gia đình khó khăn á. Dạ. Thấy hiền quá nè. Dạ. Thì lúc mẹ mất là điện lên ai cho hay? Điện lên thẳng em mà. Chị dâu con. Chị dâu mà. Lúc đó hay rồi chắc
không còn cái này. Cho hay gì thì không có đem cái gì thì cho hay mắt nó không có đồ đạc gì, nó bằng qua nãy luôn. Nói báo là nói có đứa nhỏ đi được sao chết rồi, mẹ cũng bị điện được nữa. Mình chưa nói mắt, chưa nói mắt rồi về mới thấy mẹ mất. Nhưng mà lúc rồi quay là nằm xuống không biết được phải không? Lúc đó là em nghi ngờ phải không? Công nghiệp đi làm xa, có nhiều tiền cũng gửi về cho mẹ. Trong khi đó là hay cái tin là mẹ không có bệnh hoạn gì chứ, giống như là tiếng sét đánh ngang tai vậy. Hay cái tin mà người nhà thì không dám nói là mắt, chỉ có nói là giống như bị giật thôi vậy kia. Mà thấy cái điện về quay video đó hả? Điện video là thấy mẹ nằm là biết rồi. Thôi chị có làm gì làm nha. Dạ. Rồi tụi em xin phép ha. Dạ. Tụi em xin phép đi phía trong. Dạ. Nhà của bé là ở phía sau. Dạ. Phải tính ra hai bà cháu là kế bên luôn đó nha. Kế bên. Hai bà cháu bà luôn hả? Ở đây bà mợ, còn bé gái bà mợ. Rồi nhà ngập nước đây nè cả nhà, nhìn nè. Nhà ở. Qua chỗ này ngập trơn là lắm cát nè. Qua đây ngập luôn hả chị? Ngập đây luôn hả? Trời ơi. Nói là nước lên là ở đây ngập hết đó cả nhà. Nhìn nhà cửa của bà nè đó. Còn chỗ này đó là cái chỗ mà bà với bé là té ở đây nè cả nhà, bị điện giật không mất ở đây nè cả nhà. Gào đó. Cái vị trí nào hả chị? Thôi ngay đây luôn nè. Ở đây ồ ui, xong cái má bà nói cái giò bà tê tê đã tê giò. Dạ. Cút điện đi. Sao mà gọi tê tê gì đó. Xong chế bả vừa nó chạy vô, bả cút điện là má bả bật cửa lên sao. Dạ. Chỉ là vừa bị kêu liền luôn đó hả, mà còn không kịp nữa. Dạ, kêu liền, bả nói bả tê giò vậy đó. Dạ, dạ. Kể cho con nghe. Dạ. Em cũng mấy. Dạ, dạ. Nghe cái lối đi ra đi vào. Đi ra luôn. Dạ. Cả nhà. Cả nhà thì nãy giờ thì anh em cũng vào thăm nhà của bà mợ của bé Duyên là 9 tuổi, bà 65 tuổi cả nhà. Thì anh em vào cũng hỏi thăm, cũng như là thay mặt khán giả Mạnh Thường Quân thì cũng gửi lời chia buồn đến gia đình, cũng như là thắp nén hương. Thì tiếp tục anh em lại vào bên trong nhà của bé Duyên để hỏi thăm á. Thì nãy qua kênh anh em thì cũng trích quỹ để hỗ trợ một phần nào đó, lo cho cái hậu sự cho bà. Thì giờ thì cũng tiếp tục vào hoàn cảnh thứ hai nha cả nhà. Đường sình quá trời luôn cả nhà. Cái đường cái này tình cả nhà thấy không? Mỗi lần đi vô nhà là gì đó cả nhà. Nhà của bé Duyên ở trong đây cả nhà. Sự thì cũng không biết như thế nào nữa, khi đến thấy nhiều hoàn cảnh nào cũng khó khăn hết. Thì em cũng thay mặt là Mạnh Thường Quân thì giống như san sẻ vậy đó, san sẻ mỗi gia đình một ít, phụ với tiền cúng điếu tiền nhang đèn. Ở chào anh. Dạ. Cái hình xíu rồi. Đó là mấy chị của em, của cháu. Chào mấy chú. Chào chú. Mà nửa đêm. Ở trong đang làm gì á? Y tế chị. Tám đứa con. Đó bây giờ là mong là Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước và cộng đồng mạng giúp đỡ cho bé, cho vượt qua khó khăn. Dạ. Cú sốc này rất là lớn. Đó mong là cộng đồng mạng như vậy. Dạ. Anh cũng mong muốn Mạnh Thường Quân cũng san sẻ cái yêu thương này đến gia đình đúng không? Dạ, dạ, dạ. Anh là gì với gia đình? Đây là tôi ở xa. À. Tôi có cái lòng như là thương bé. Dạ. Bây giờ giúp đỡ bé mà hồi hôm có lại. À. Lại tôi nhận cho bé, nhưng mà trong một đêm này tôi về nhà tôi cũng không được. À. Bé cứ nói bây giờ chắc đó có lẽ là bé muốn cho mình giúp gì cho bé. Dạ. Mình không biết giúp như thế nào. Dạ. Dạ. Bây giờ là sẵn đây là bé có lại đây, bé kêu lại. Chú tôi nói tôi hứa đó, bé bây giờ chú khả năng chú giúp được như là chú giúp. Đó bây giờ lại đây thì chỉ có gạo thôi, không có cái gì hết trơn. Có cái gì của ít lòng nhiều. Dạ, có ít lòng nhiều. Dạ. Giờ là mong là Mạnh Thường Quân và cộng đồng mạng với trong nước, ngoài nước giúp đỡ cho bé. Dạ. Cho vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn này. Dạ. Cú sốc này rất là lớn. Dạ. Không mạnh như vậy. Rồi cảm ơn anh trai nha. Dạ. Ở đây cũng có anh trai thì cũng đến để hỗ trợ cho gia đình nữa cả nhà. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Rồi. Ở phía bên trong để mình đi vào đi. Dạ. Em đây là hình ảnh bé 9
Ồ, bởi vì có gì ảnh này kìa. Dạ. Mới gửi đây là mau vậy ta? Có rồi nè, có ảnh ra cửa. Dẫn cái đèn đó chứ. Dẫn cái đèn đó. Ở đây nè, tôi điện ở đây thì nè. Rồi, mình mua gì được rồi. Cái tấm ảnh, hình như cái tấm ảnh này là tấm ảnh mà tấm ảnh hồi nãy là gì đúng không vậy? Dạ. Ờ, kêu rửa ra để chuẩn bị thứ nữa bên mặt. Tập luôn, chụp lâu chưa chị? Dạ, chụp hồi đó anh đem đi là Út nó đi lấy về đó. Vậy là Út mới lấy về đúng không? À. Nãy là chị cái anh chị làm ảnh nói làm rất là khó khi mà làm cái tấm ảnh bự á không được, cỡ này hình như là 15 nè, cái miệng nó giống mà tôi thấy cái hình con thôi cũng đủ, tôi vui rồi. Có hình cháu là có gì ảnh đó hả? Có đẹp nha chị, dùng cầm với ảnh lên chứ nghe chị. Cầm với ảnh chị lên con. Chờ nữa chị cầm bên kia. Chị xây mặt ở đây luôn đi. Đó, vậy đó được rồi. Cầm với ảnh đi là xin lên kìa. Đây là bé Duyên 9 tuổi nha cả nhà. Bé Duyên 9 tuổi. Hôm nay thì cùng với bà mợ thì đi chập điện đó, mà mất đó cả nhà. Coi được hả chị, để lên đi chị. Để lên đi. Đau lòng cả nhà. Nhà cửa của chị đây. Một giờ mình đưa đi bé đi hả chị? Cố gắng lên chị. Cái sáng có ngày đi em nhắm mắt một chút mà rồi em ngồi vài ba nói đừng có khóc hoài, ngủ chút đi đặng mồm ơi lấy sức đưa tiễn con nữa. Thôi. Mà ngủ có được cái hơi suy nghĩ lại nhớ con mới ngủ. Mới đó hôm qua mới ăn cơm ra liền á, mới đó đang đi chung nghe câu mẹ đi trước đi mà bây giờ thì nằm ở đây không nhúc nhích không gì hết, thà là bệnh hoạn là gì còn thấy hết chứ. Ủa rồi con mấy đứa con của chị mấy anh chị là về đầy đủ hết về chưa? Về hồi tối 8-9 giờ vậy đó. Dạ. Giờ đầy đủ hết rồi nha. Rồi để dẫn lên đi, để dẫn bé lên đi chị. Mấy đứa nhỏ là đứng với chị. Con gái. Này lấy bánh nè. Mấy đứa nhỏ đâu, chia bánh ra cho chia bánh ra cho ăn đi, đưa cho con đi. Rồi xé ra chia cho mấy em đi, mấy chị đi. Thanh tay lại. Cô người cô giấu tên gửi đó. Chia bánh ra cho em đi con. Chia bánh cho em ăn đi con. Nè. Okay. Trời còn đông lắm cả nhà. Quá trời. Chị lại đứng em chị nó thì hôm qua thì anh em có đến nhưng mà phía quá, với lại là bên chính quyền đang nói là không có cho quay trong cái lúc mà đang làm việc. Đi về rồi thì mấy người đó cũng về. Nó nên là anh em hồi tối thì cũng về nên hôm nay trở lại thăm á, cũng như là cũng gửi cho chị ít tiền á để cho chị phụ lo cho bé Duyên nghe chị. Dạ. Đó thì qua kênh Barina cũng như là anh em ở đây thì em cũng xin phép gửi cho chị 2 triệu ha. Dạ. 2 triệu để cho chị lo cho bé Duyên. Đó, đây là số tiền của chú Sưng Việt Kiều Mỹ là 500, cũng như là có anh Hiền ở Úc là 500, rồi cô Nga, cô Yến, cô Sương ở Mỹ là 500, với lại cuối cùng thì có cô Ngọc Điệp với cô Thu Nguyệt là 500. Đó, thì em cũng xin phép gửi để xin cảm ơn về hỗ trợ cho bé Duyên. Hỗ trợ cho bé Duyên. Cứ nhìn hoàn cảnh gia đình nhà cửa cái này cả nhà tội nghiệp lắm. Em xin phép Mạnh Quân thì san sẻ chút yêu thương này đến với gia đình. Chị nhận giúp em ha. Dạ. Rồi. Dạ. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Đó. Con nhỏ nhất mới chưa tròn 1 tuổi hả? Chưa. Nó xa 2 tháng mới được. 2 tháng 1 tuổi rồi chứ chị. Nhỏ 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 không à. Chào cả nhà. Tiếp theo nữa thì cũng xin phép Mạnh Thường Quân á gửi thêm cho gia đình một số tiền á. Đầu tiên là có chị Phương Việt Kiều Mỹ là gửi 500. Cô Mai, cô Phượng Việt Kiều Mỹ là gửi 500, tổng cộng là 1 triệu. Gửi thêm 1 triệu. Qua kênh anh em cũng gửi thêm 1 triệu cho gia đình, hỗ trợ cho bé Duyên 9 tuổi nha cả nhà. Giống như là Mạnh Quân san sẻ với mình vậy đó, san sẻ cái nỗi buồn, cái nỗi khó khăn với mình. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Cảm ơn Mạnh Quân đã giúp đỡ gia đình lại. Nghe nói 1 giờ là đưa đi hả chị? 1 giờ. Nãy chị nó nói là cái để đêm, bây giờ kêu sai là sao để đêm được. Con nít nó không có để lâu được phải không?
A Di Đà Phật. Nó nói về hơi trễ chưa thấy mặt nữa. Về thì hai đứa này nó liệm rồi. Hai đứa con này đó hả? Hồi lớn rồi. Hai đứa đi làm được rồi. Đi làm nhưng mà có gia đình. Có gia đình ở chung không có ổng ở chung ở riêng. Con gái, gia đình với mẹ. Hai đứa đâu cho mình về mấy giờ? Dạ 1 giờ. Tôi tính ra là nhà mấy đứa con gái ở đông một gái hả? Rồi hay tin em mắc là ai báo cho hai đứa? Dạ tại chồng con điện với công ty á, chứ con không biết. Sư vô. Hồi sư vô là sư ngồi ở đâu đây? Dạ ở đây. Không có gì vô cái sư ngồi đâu cái gì vậy thôi. Sư vào làm lễ rồi, xin phép gia đình của mấy á. Cho em xin cái mít này chị có làm gì làm đi ha. Dạ. Rồi. Anh em lấy mít đi cho sư vô. Hai đứa con gái còn đi làm cũng về đó. Em cũng đi ra. Rồi anh em xin phép. Cho sư vào tụng kinh đó cả nhà. Thì nãy thì em cũng vào cũng như gửi những cái tình thương của những tâm á. Tí sư hai chai. Cái gì? Cái hai chai con gái nè. Thì cũng sang sẻ giống như là mỗi gia đình 2 triệu từ quý nhà tâm cũng gửi được đến gia đình phụ lo trong cái tang lễ á. Như là thôi. Đồng với đồng này đồng quá. Con gái đây. Con là thứ mấy? Dạ, thứ ba. Còn chị hai là nãy hả? Chị ba. Con mấy tuổi rồi thấy trẻ quá vậy? Con 17 tuổi. Và nhà có mấy anh chị em gái? Sáu đứa con gái, 2 đứa con trai. Chắc con đi làm lâu rồi ha. Dạ con đi làm lâu. Ở nhà đây là những đứa con mấy chị nè, mấy chị cũng về là hồi tối hay không? Dạ về hồi tối mẹ nhỏ thì nó điện lên là lúc là 3:30 rồi. Là nó mất rồi. Trời ơi. Vậy đó là về luôn á. Kêu chồng là nghỉ ngang rồi về luôn. Ủa có chồng rồi hả? Dạ. Trời ơi nhìn như con gái mới lớn mà có chồng rồi. Trời ơi không ngờ luôn. Dạ. Nhìn không ra luôn ha. Không ra. Không ra ha, đâu có biết rồi có chồng đâu. Dạ 17 tuổi. Mới 17 tuổi. Dạ. Có chồng lâu chưa? Chồng mới đây. Hồi mới đây ha. Có bé chưa? Chưa đâu. Bé rồi, được 1 tuổi rồi. Cả nhà đây là chị của bé Duyên. Bé Duyên cả nhà. Vậy có 1 tuổi rồi tính là con em lớn hơn con của mẹ phải không? Con của mẹ mới 8 tháng mấy à? Hình như là sanh chung một lượt. Dạ sanh chung một lượt. Bé này sanh là mẹ cũng đang sanh bé luôn. Dạ, con là sanh trước, xong rồi mới tới mẹ. Nghe nói là hôm qua nghe hỏi bằng xóm nào cho anh Trịnh hay là hai đứa mấy đứa khóc ở Trịnh hết nước mắt luôn. Dạ, tại không kiểu không có tin. Không có tin luôn. Mấy đứa này ưa nói chơi lắm nên là về là nói là xác định cỡ là 2-3 lần rồi. Nó tắt thở, nó vừa giật điện xuống là nó tắt thở rồi đưa vô bệnh viện nó không có kịp. Trời ơi. Tới không chết đâu. Thấy ngoài chỗ ngoài kia ghê quá. Yếu quá. Dạ. Nhỏ xíu à. Rồi cái lúc mà về đâu có kịp đâu. Thấy là để trong đó luôn rồi. Đâu có về gặp mặt được. Không có gặp mặt được luôn. Dạ không có gặp mặt. A Di Đà Phật. Lúc đó điện Zalo hay là điện thoại thường? Dạ điện thoại thường. Điện thoại thường hay điện Zalo thì mình nhìn thấy hình dạ, này. Dạ đúng rồi. Em có hay nói chuyện với bé không? Bé Duyên không? Dạ tại cũng có hay á. Lâu lâu điện nói chuyện dạ. Với bé ha. Dạ. Do hoàn cảnh nên là đi làm, mấy đứa đi làm xa chứ. Thì bé em thứ mấy vậy? Nhỏ xíu à đi làm rồi. Thứ ba. Còn dạ. Nhỏ là đi thứ làm con rồi. Nhìn đứa. Con. Con em lớn hơn con của mẹ. Con em lớn hơn con mẹ nữa hả? Dạ. Hiểu không? Hiểu. Rồi thôi cho mấy chú, mấy anh ha. Rồi chia buồn với gia đình dạ. Mình ha. Rồi, ok. Cảm ơn em nha. Không có cửa sổ luôn, cửa sổ không có cửa luôn nha. Không có cửa sổ luôn. Rồi nãy chị ra, nãy kêu ra giùm anh. Quá trời, 8 đứa con. 8 đứa con, thật sự.
anh chị cũng còn nhỏ tuổi á, mà tới 8 đứa con. 8 đứa con mà con bởi vậy. Con lớn là con. Rồi lo tiền sữa, tiền ăn à. Không là là đủ. Anh làm gì anh đứng? Anh làm gì? Chống điện, ở đây điện không mà hôm qua đó tường là điện, bây giờ đứng ở đây nè, sợ á. Bây giờ là xuống. Điện này nó đâu có chập được đâu đúng không? Rồi. Bao luôn rồi, giờ là đi có cái ghế không anh chị? Đứng rồi. Hả? Rồi. Em ra đây nè. Khoan, đây đây. Chúng quay anh luôn hả? Ra đây nè, ra đây nè. Đây 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 bé đây 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 lớn nhất 20 tuổi. À. 1 tuổi hả? Con chưa 1 tuổi, con mẹ ai lớn hơn? Con lớn hơn. Không, con của con á, con mẹ ai lớn hơn? Con lớn hơn. À. Con lớn hơn con mẹ. Con mới tới nhỏ thứ ba. Cái tới mẹ. Rồi. Thì ba mẹ con đi sinh một lần. Này là chị hai trong năm đó luôn. Vui có vui. Ba mẹ con sanh sinh một năm luôn. Hay gì đâu Phật. Vậy là một năm sinh ba đứa luôn. Vậy là tính ra là mẹ em là cho cháu ngoại là bố luôn, là ba đứa luôn. Thì hai đứa ốm quá nè. Trời ơi. Sao con không khuyên ngày ngày sinh nó lớn tuổi rồi tụi con có chồng rồi. Con muốn cách chỉ cách người cho mẹ nữa. Tại vì mình thấy mình khó khăn quá tại nhà nhỏ xíu mà tôi tự tắt được con. Mẹ em biết không biết sao à. Quan trọng cha đúng không? Sư mà thôi. Để sau này em tính giống như mẹ không? Không như 8 thôi. 8 9 thôi. Con hơn đồng quá. Cha nhà có phúc. Nói chung giờ vô lại câu chuyện đi là em cười lên. Đây mưa dắt ngập ha anh ha, mùa nước nổi dắt ngập rồi. Ôi ngập rồi lỗi hả? Ôi trời ơi. Lúc trước mấy con ở đây là mới mùa mưa rồi, cái đường này ngập không? Dạ cũng ngập á. Rồi lỗi. Dạ lỗi. Hay gì Đà Phật. Dạ. Cái đường này là mưa lên là thấy là ngập chắc luôn rồi nè. Dạ. Mấy đứa nhỏ nó lội. Lúc mà chưa nâng nền này là ngồi trên giường không đi lội bắt cá luôn. Dạ. Rồi gì? À lúc mà chưa nâng nền á anh trai. Ờ. Ôi cũng một đêm mới được. Giờ có nâng được cái nền thôi chứ nhà cửa thì nhìn cái nè, cái nhà nhìn. Đó vậy đó. Tàn hoàng hết trơn. Em mắc là lúc đó là xin nghỉ liền luôn đó. Ở trong đang thầy sư đang nói. Dạ đúng rồi. Các sư đang ý xin lỗi. Nhà chập lắm rồi nha. Ui. Rớt ghế không? Đông quá. Không có nhà thường. Các sư cũng đang cầu nguyện, tụng kinh cầu nguyện cho bé Duyên đó nha. Nó thì chút xíu nữa đây thì chưa là khoảng 1 giờ thì gia đình cũng đưa bé đến chùa để làm lễ hỏa táng rồi cả nhà. A Di Đà Phật. Thì anh em hôm nay thì đến đây thì thứ nhất thì gửi lời chia buồn đến gia đình, bên cạnh đó thì cũng thay mặt mình thường quân hỗ trợ cho mỗi gia đình thì 2 triệu đồng để phụ lo trong cái phần hậu sự á. Nhìn hoàn cảnh gia đình nào thì cũng khó khăn hết cả nhà. Cái nhà đây thì giờ chắc anh đi ra nha, đông đông quá, nhiều anh em cũng chia sẻ ở trong á, là anh cũng đi ra phía ngoài. Nhìn mấy chị lội nước đây, thật sự thì qua video thì cũng không biết nói gì hơn ngoài cái lời cảm ơn đến quý mạnh thường quân đã đồng hành cùng em thì biết cũng giúp được cho gia đình phần nào khó khăn trong cái lúc này á. Em thấy thì cuộc sống bà con ở đây á, thì ai cũng khó khăn hết cả nhà, ai cũng khó khăn hết. Em đi ra ngoài rồi. À, phía bên trong thì anh em còn đông quá. Nên anh em cũng không có chỗ đứng luôn cả nhà. Để đông á, thầy sư cũng đang tụng kinh á.
Ngay phía bên ngoài thôi anh. Chào anh. Nắng quá. Bên này nắng. Chào anh. Cái nhà phía bên trong đó đó coi nha. Thì giờ dắt cho phép em tạm khép video này ở đây coi nha. Đó thì con cũng xin cầu nguyện cho linh hồn của bé Duyên 9 tuổi cùng với bà mợ 65 tuổi được an nghỉ siêu thoát do một cái sự cố chập điện hàng rào họ mất đi á. Thay mặt Mạnh Thường Quân người mới vào rồi đó, thì cũng xin cầu chúc cho Mạnh Thường Quân có thật là nhiều sức khỏe và thật bình an trong cuộc sống. Thì bây giờ các em xin tạm kết video, hẹn gặp lại khán giả cũng như là Mạnh Thường Quân ở video tiếp theo ha. Xin cảm ơn rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại ạ.